Sáng nay ngày 26 tháng 7, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC đã tổ chức lễ khai trương dịch vụ ETC thu phí không dừng trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Chính thức áp dụng thu phí không dừng toàn tuyến và đưa vào vận hành 25 làn thu phí ETC tại 3 trạm thu phí, bao gồm 11 làn vào và 14 làn ra. Hệ thống thu phí ETC do VEC và nhà thầu TATCO triển khai lắp đặt trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống ETC, sử dụng công nghệ RFID và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác theo quy định, bảo đảm tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc. Với tốc độ dán thẻ từ 1.500 đến 2.000 xe trên một ngày đêm, kỳ vọng thời gian sắp tới sẽ phát triển nhanh hệ thống dán thẻ thu phí tự động không dừng. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào sáng nay ngày 26 tháng 7, tình trạng ùn ứ đã xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú hướng về trạm thu phí Long Phước. Lúc 9 giờ sáng, tại trạm thu phí Long Phước ghi nhận tình trạng ùn ứ nhẹ, nhiều xe không dán thẻ được nhân viên điều phối qua trạm dán thẻ miễn phí. Nói chung nó đỡ được có cái vụ như giờ xếp hàng lấy phí à, lấy vé rồi đóng phí kia là lâu rồi, còn cái kia nếu mà mình gắn cái thẻ thì được rồi, thì chạy thôi, nó nhanh được khoảng chừng thời gian cũng được vài phút. Theo đánh giá từ phía nhà cung cấp dịch vụ ETC, cho đến thời điểm này, lượng xe ở khu vực Nam Bộ đã dán thẻ không dừng và có tài khoản sẵn sàng thanh toán rơi vào khoảng 50% số lượng xe. Nhà thầu TATCO cho biết, khuya ngày 25 tháng 7, đơn vị đã vận hành thử việc thu phí ETC trên các trạm thu phí cao tốc. Các xe có dán thẻ đủ điều kiện đi vào làn ETC thì lưu thông nhanh. Tuy nhiên, một số xe chưa dán thẻ hoặc số dư tài khoản chưa đủ dẫn đến việc xử lý mất thời gian, gây ra hiện tượng ùn ứ và kẹt xe. Anh biết lâu rồi, từ vì anh đi làm ở đây mỗi ngày á, thì anh biết thỉnh thoảng anh đi xe cá nhân á, thì tại vì anh ít đi xe cá nhân qua đây, thành ra anh dự tính anh không có dán, nhưng mà thôi anh thấy dán nó cũng phù hợp. Nhưng mà anh chỉ hy vọng là nếu như cái này nó liên thông luôn cả các quốc lộ á, giống như anh đi quốc lộ 51 thì họ không có kết nối, nhưng mà nếu kết nối luôn thì anh thấy phù hợp hơn. Theo lãnh đạo VEC, việc thu phí ETC sẽ giúp cho giao thương qua tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thuận tiện, từ đó hỗ trợ đắc lực các địa phương lân cận phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả đầu tư dự án. Sau thời điểm ngày 1 tháng 8, theo yêu cầu của chính phủ, VEC sẽ thu phí hoàn toàn tự động không dừng, không tổ chức thu tay và trả tiền mặt tại trạm. Rồi, hôm nay mới triển khai, tức là đã trễ rồi, nên dán sớm hơn để mà tiện lợi cho cả nhà nước cũng tiện lợi quản lý cái việc đi lại, và cái người sử dụng xe cũng dễ. Lẽ ra việc này nên làm lâu rồi. Tôi tin rằng nếu mà thu phí không dừng thì cái thời gian qua trạm nó nhanh hơn, thì như vậy cái đường nó sẽ thông thoáng hơn. Để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện cần thực hiện dán thẻ ETC và nộp tiền vào tài khoản thu phí thông qua các hình thức nộp trực tiếp, liên thông tài khoản ngân hàng và các hình thức khác. Ngoài ra, hệ thống thu phí ETC tại trạm thu phí 319 bao gồm 3 làn vào và 3 làn ra do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDCO đầu tư cũng đã kết nối liên thông với các trạm thu phí của VEC trên toàn tuyến. Cụ thể về mức tiền tối thiểu phải nạp vào tài khoản thanh toán, đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, số tiền phải nạp tối thiểu vào tài khoản thanh toán là 98.000 đồng. Đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, nạp tối thiểu 147.000 đồng. Đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, nạp tối thiểu 196.000 đồng.